Đó, em lại chào các bác yêu lan nhá. Hôm nay em lên một số những cái giỏ lan có tại vườn nhà em để gửi tới các bác yêu lan này. Đầu tiên lên các bác là một số giỏ đùi gà tròn Lai Châu. Đang chi chít lụ các bác nhá. Hàng đã thuần. Đây bộ rễ nó đây. Đùi gà tròn Lai Châu các bác nhá. Vì một mặt hoa thì vô cùng đẹp và hoa thì của nó rất chi là bền các bác nhá. Hoa bền tầm 1 tháng, hơn 1 tháng các bác nhá. Mã số 55, 500 nghìn đồng, đùi gà tròn Lai Châu. Đang chi chít lụ nhá các bác nhá. Đây. Các bác xem lụ nó. Rất nhiều thân nụ nhá các bác nhá. Đây các bác quan sát kỹ nhá. Cho các bác nhìn kỹ này. Đấy. Rất nhiều lụ luôn, được ghép vào trụ gỗ rất là bền như này các bác nhá. Mã số 55 500 nghìn đồng. Đùi gà tròn Lai Châu các bác nhá. Tiếp theo mà bác đến giỏ đùi gà tiếp theo này. Đang chi chít lụ nhau nhá. Mã số 12. Trụ này cũng 500 nghìn đồng. Được ghép vào trụ gỗ như này bác nhá. Đang chi chít lụ như này bác nhá. Chi chít lụ. Mã số 12. 500 nghìn đồng. Đây bác nhá. Đấy mặt sau nó. Rễ thì nó đã bò như này rồi bác nhá. Mã số 12. 500 nghìn đồng. Đùi gà tròn nhá bác nhá. Em lên một trụ đùi gà này không số các bác nhá. Trụ đùi gà không số. Rất nhiều thân hoa luôn các bác nhá. Đang chi chít lụ như này. Đấy, rất nhiều lụ các bác quan sát kỹ nhá. Đang rất nhiều lụ đây ạ. Thời điểm này các bác sưu tầm là vừa khi về tay các bác là các bác chuẩn bị được chơi hoa là vừa nhá các bác nhá. Mã số 58 không phải không số nhá các bác nhá. Trụ không số. 1 triệu đồng các bác nhá. Một trụ gà không số 1 triệu đồng. Trụ to như này. Chắc phải đến 50 thân hoa đấy các bạn. Rất là nhiều thân hoa nhá các bác nhá. Tiếp theo em lại lên một đặc sản của Lai Châu nữa đó là cáo Lai Châu các bác nhá. Một đặc sản của Lai Châu, cái dòng cáo này thì hoa của nó rất là dài. Hơn nữa là hoa của nó mà nó về mà các bác mà nó sổ được hoa tím thì nó rất là giá trị các bác nhá. Nếu hoa tím một giỏ này mà lại là phân nhánh nữa thì nó chắc tầm 2 triệu rưỡi. Đấy nhưng mà đây là một giỏ cáo phân nhánh các bác nhá. Cái giỏ này năm ngoái đã lở hoa và phân nhánh. Thế nhưng mà lở hoa thì không rõ là đến lúc về thì chỉ có mỗi cái cuống thôi. Mỗi cuống nó không rõ là hoa màu gì. Đang một mẹ và hai con các bác nhá. Một mẹ hai con cáo phân nhánh. Giỏ này 800 nghìn đồng các bác nhá. Một mẹ hai con các bác cứ chốt là một mẹ hai con cáo phân nhánh 800 nghìn đồng. Bản lá rất là to như này các bác nhá. Cáo Lai Châu các bác nhá. Cáo Lai Châu. Bản lá rất là to như này. Một mẹ hai con. Cáo Lai Châu 800 nghìn đồng. Cáo phân nhánh các bác nhá. Nó lại còn phân nhánh nữa cơ. Nên là nó rất là giá trị ạ. Em lên một giỏ cáo nguyên bản nhé các bác nhá. Cây này là cây nguyên bản và được đưa vào chậu. Nếu các bác nào mà không thích chậu thì có thể là bỏ chậu ra cho nó đỡ phí vận chuyển. Và cái chậu này vận chuyển cũng rất là nguy hiểm các bạn. Về đến tay các bác nó vỡ cái này cũng mệt đấy. Mã số 19 400 nghìn đồng. Nguyên bản các bác nhá. Cáo Lai Châu nguyên bản. Và đang có hai vài lụ đấy. Đang có hai lụ các bác nhá. Đang có hai lụ rồi. Mã số 19 400 nghìn đồng. Em lên các bác một giỏ cáo Lai Châu như này các bác nhá. Rất là nhiều thân luôn. Toàn cây xếp đứng này các bác. Toàn cây xếp đứng này. 3 6 8 cây các bác nhá. 8 cây tất cả. Có 7 cây và 1 cây mẹ con là 8. 8 cây các bác nhá. Cáo Lai Châu. 1 triệu đồng các bác nhá. Giỏ này 1 triệu đồng. 8 cây. Cái dòng này mà ra hoa thì thực sự các bác là nó rất là đỉnh luôn vì hoa nó rất là dài. Hoa nó dài tầm cây nào nó khỏe hoa nó sẽ dài tầm 8 90 cm đấy, 1 mét. Nên là chơi dòng cáo Lai Châu rất là đỉnh luôn.
Em đem một giỏ đùi gà nguyên bản các bác nhá. Đùi gà nguyên bản này. Đang chi chít lụ các bác nhá. Dân bản thuần cây ăn lắng trực tiếp này. Thân nó thân thủ nó rất là đẹp luôn. Giò mã số 20. 550.000 đồng. Đùi gà tròn Lai Châu các bác nhá. Đấy. Trông thân nó đẹp không các này. Này nguyên bản nhá, mầm gốc thì chi chít à. Rất là nhiều mầm gốc luôn các bác. 550.000 đồng. Tiếp theo nên các bác đen dô trắng các bác nhá, đen dô trắng. Mã số 33 180.000 đồng. Đen dô trắng. Đây các bác nhá. Mã số 33 180.000 đồng. Đen dô trắng này thì cánh của nó rất là dày. Hoa thì thơm. Cái dòng này thì mua giống nó rất là đắt các bạn. Các bác mà mua giống thì nó không dưới 100.000 một cốc nhỏ đâu. Đây nhà em đã nuôi hàng năm rồi nó mới được cái này các nhá. Đấy, khi mà nó nuôi phát triển tốt thì cây nó sẽ cao tầm 4-5-60 phân. Rồi tiếp theo này đang hoa như này các bác nhá, năm cánh trắng hồng đỏ này. Mã số 24 150.000 đồng. Đen dô năm cánh trắng hồng đỏ. Tiếp theo mời các bác đến với một số giỏ nhạn nguyên bản tháng 8 Gia Lai các bác nhá. Nhạn nguyên bản nhé các bác nhá. Giỏ này mã số 5 450.000 đồng. Đang có 3 cây nguyên bản đây. Cây này mất một tí lá là nó sâu nó gặm này các bác, ở trên rừng nó sâu nó gặm này. Mất mấy cái lá nhưng mà không mất ngọn nhé các bác nhá. Không mất ngọn nguyên bản và được đưa vào chậu đây, 450.000 đồng. Nhạn tháng 8 Gia Lai các bác nhá. Hoa của nó thì bao thơm luôn. Một cây nhạn tiếp theo. Nhà này nhạn thuần các bác nhá. Bóc rừng và thuần các bác nhá, mã số 11. Giỏ này 800.000 đồng. Mã số 11. 800.000 đồng. Nhạn tháng 8 Gia Lai các bác nhá. Hàng thuần. Em lên tiếp một giỏ nguyên bản nữa. Vẫn là nhạn tháng 8 các bác nhá. Mã số 4, 450.000 đồng nguyên bản. Và đang ghép đây các bác nhá, đang ghép ra chậu đây nhá các bác nhá. Cái dòng nguyên bản này thì nó rất là khỏe và nó được nguyên bản ở rừng nên về nó rất là khỏe, cây phát triển rất là nhanh các bác nhá. Tiếp theo mời các bác đến một giỏ kiều vuông. Kiều vuông giống các bác nhá. Mã số 34, 280.000 đồng kiều vuông ạ. Mã số 34, 280.000 đồng kiều vuông. Em lên một chậu kiều vàng to khổng lồ này quá nhá. Chậu kiều vàng to khổng lồ kiều vàng. Mã số 22, trụ lây 8... 800.000 đồng các bác nhá. Mã số 22 800.000 đồng. Siêu to này các bác nhá. Siêu to như này. Hàng đã thuần lâu rồi các bác nhá. Chủ này vụ tới này sẽ cho rất là nhiều hoa luôn. Đang thấy hiện tượng sưng mắt ngủ rồi các bác nhá. Đang bắt đầu sưng mắt rồi. Mã số 22 800.000 đồng ạ. Lên các bác một trụ kiều vàng như này nữa các bác nhá. To như này các bác nhá, toàn là thân hoa. Những cái thân xuồng lá này nó cho hoa rất là nhiều các bác nhá. Cái dòng kiều vàng thì nó cứ đến tuổi này nó ví dụ nó độ tầm 18 đến 20 tháng là nó rụng lá, nó xuống lá và nó cho hoa. Dù trụ kiều vàng không số là 900.000 đồng các bác nhá. Không số 900.000 đồng. Em mới tiếp một giỏ đen dô trắng, 5 cánh trắng hồng đỏ các bác nhá. Đây 5 cánh trắng hồng đỏ đây. Mã số 23 180.000 đồng. Mã số 23 5 cánh trắng hồng đỏ. Đen dô các bác nhá. Đây. Hồng của nó đỏ như này các bác nhá.
180.000 đồng mã số 23. Em lên một chậu đùi gà trắng trắng như tuyết các bác nhá. Đùi gà trắng như tuyết luôn. Trắng muốt muồn luôn các bác. Đang sưng lụ đấy các bác nhá. Đang thấy lụ khá là to rồi. Giỏ điêu đùi gà này là 1.500.000 đồng. Nó là dòng đùi gà đột biến các bác nhá, nên giá thành nó tương đối là cao đấy. 1.500.000 đồng. Đùi gà trắng như tuyết. Tiếp theo, một giỏ tam bảo sắc như này các bác nhé, giá hương tam bảo sắc, mã số 55, 600.000 đồng một trụ tam bảo sắc như này. Đây nha các bác nhé, rất là đẹp, cây thuần rồi các bác nhé, vụ tới này nó sẽ cho rất là nhiều hoa luôn. Nó phải đến 30 cây các bạn, đến 30 cây thì mã số 55, 600.000 đồng, giá hương tam bảo sắc các bác nhé. Nó cho hoa vào tháng 4, tháng 5. Một trụ tam bảo sắc tiếp theo các bác nhá. Trụ này to khổng lồ này. Mã số 12, trụ này 700.000 đồng các bác nhá. Siêu to như này các bác nhá. Trụ này cao khoảng 45 cm và đường kính khoảng 20 các bác nhá, ghép 3 mặt. Cây thì khoảng hơn 30 cây. Toàn cây to cây đẹp các bác nhá, 700.000 đồng cho mã số 12. Giá cũng tam bảo sắc. Theo mà các bác đến một giỏ chồn nai châu. Chồn mùa này đang bắt đầu em đang thấy hé lụ rồi. Đang thấy một lụ, hai lụ này, ba lụ này. Lụ nó đang trong cái lá các bác nhá, nó chưa thò dài đâu. Đang thấy ba lụ. Bốn lụ. Năm lụ. Đếm sơ sơ đã là năm lụ rồi các bác nhá. Năm lụ rồi. Chồn nai châu các bác nhá, một trụ chồn nai châu như này. Trụ này không biết là mã số bao nhiêu nhỉ. Mã số 27. Chồn nai châu các bác nhá. Đấy, dáng hương đuôi chồn nai châu. Khi nó ra hoa nó sẽ thõng xuống rất là đẹp luôn. 350.000 đồng. Chồn nai châu. Hiện tại là đang nhìn thấy 5 lụ rồi các bác nhá, đang rất là nhiều lụ. Lên một giỏ kiều vàng, vừa vừa tiền cho các bác sưu tầm này. Kiều vàng mã số 60, 250.000 đồng. Như này thôi nhưng nó rất nhiều thân hoa. Những cái thân này vẫn ra hoa bình thường các bác nhá. Nên là các bác chớ có và thấy nó như thế mà các bác cắt đi là lúc là không được chơi hoa đâu. Giỏ kiều vàng này là 250.000 đồng cho mã số 60 các bác nhá. 250.000 đồng kiều vàng. Kiều vàng mùa này chuẩn bị cho hoa rồi. Lên một giỏ u lồi các bác nhá, hoàng thảo u lồi hay còn gọi là hoàng thảo u tinh. Giỏ này đang rất nhiều thân hoa các bác nhá, em đếm thân hoa này. 1 2 3 này, 4 5 6 7. Đang có 7 thân hoa các bác nhá. 7 thân hoa. Chỗ này năm ngoái là làm tác phẩm đi chơi hội này, nhưng mà năm nay thì thân nó ít hơn nên là nó hơi xấu. Nói chung là cũng là được để thuần được một chậu u lồi như này thì rất là khó các bác nhé. Cái dòng này nó khó thuần các bạn, khó thuần nên là khi mà thuần này rồi thì chăm này cũng là dễ. Cái dòng u lồi thì nó rất là ướm mát thôi nhé. Các bác treo cách mặt đất khoảng tầm 1 mét đến 1,5 mét đổ về thôi. Nó rất là ướm mát luôn và cho rong rêu vào thì nó rất là mát. Cho u lồi này là 400.000 đồng các bác nhé. Hoàng thảo u lồi 400.000 đồng. Đang sưng lụ khá là nhiều. Đây đang lụ này. Cái này đang lụ to này. Cái này đang lụ to này. Thân này đang lụ này. Những cái thân cọc lá này là những cái thân có lụ nhé các bác nhé.
thân cầu lá, thân cầu lụ 400.000 đồng, 7 thân hoa. Có lũ lồi tiếp theo. Ở này khá là nhiều thân hoa này. Nhiều thân hoa nhé nhé. Mã số 4 220.000 đồng. Như này coi nhá, nó như này nhá. Đây rễ thì nó cũng bò rồi, nó thuần, nó chưa được lâu. Đây nhá các bác nhá. Mã số 4 220.000 đồng, hoàng thảo u lồi. Tiếp theo đây các bác một giỏ hạc vĩ như này các bác nhá. Chi chít lụ luôn. Đây các bác xem này. Lụ như này nhá. Đấy, này còn mặt bên kia nữa, nó không phải mặt này đâu. 300.000 đồng cho mã số 6. Hạc vĩ, đây các bác nhá. À, đây đây nhá. Không phải là một bên đâu mà hai bên đều là lụ nhá các bác nhá, thuần gỗ lũa. Đây khi mà treo thì các bác treo như này. Nó sẽ ra hoa như này. Đây. Mặt sau này cũng có ấy này. Đấy. Đang bầm gốc lên rất là nhiều nhá các bác nhá. Mã số 6 300.000 đồng hạc vĩ. Em lên tiếp một giỏ đùi gà cho các bác này. Giỏ này đang lụ đang hoa nhá các bác nhá. Những thân này đang lụ đang hoa này. 200.000 đồng một giỏ đùi gà như này các bác nhá. Đây đang hoa như này các bác nhá. Cái dòng này hoa rất là thơm luôn. Hoa khá là thơm đấy các bác. Giỏ đùi gà các bác cứ báo là giỏ đùi gà 200.000 đồng các bác nhá. Hôm nay em chỉ có một giỏ đùi gà này là giá tiền thấp nhất nên em không ghi đâu. 200.000 đồng và một giỏ đùi gà như này. Vâng, vừa rồi là những cái giỏ lan có tại vườn nha. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị. Các bác đặt hàng liên hệ số điện thoại là số điện thoại này em để dưới tiêu đề có nhé. Số điện thoại em sẽ gắn dưới tiêu đề. Vâng, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp các bác ngày mai ạ.